Búp bê rì. Hai, Ancina đã quay trở lại rồi. Đây, đó thì như thường lệ ha, mọi người hãy dành cho mình 30 giây thôi, 30 giây để mà subscribe kênh nè, like nè, còn nếu được thì share video nè, nếu được nữa thì hãy follow IG Ancina để giúp mình có thêm động lực ha. Rồi, thì hôm nay là ngày thứ hai mình có mặt ở đang ở Tây Ninh nha. Thì nói nôm na là đi đúng kiểu thế này là đi mốt á, tại vì cuối tuần thì mấy đồng chí ở Tây Ninh đã lụm hết rồi, mình bây giờ chắc là còn cái nền người hãy cùng mình đi mốt đồ nào tí thôi. Bếp bắt đầu tưởng bếp mang đấy, nãy giờ là mình đi ba chỗ rồi nha. Chỗ này là chỗ thứ ba nè, mà chỗ này hơi tính cho nên mình không quay được. Thì bây giờ là chuẩn bị đi tiếp tục chỗ này. Đồ nhiều nhưng mà bên trong á nhiều như mình vào lựa không được không biết chủ biết sao, nhưng mà thôi đi chỗ khác ha. Chỗ này chủ rất là khó. Đây là chỗ thứ tư. Chỗ thứ tư này cũng nhiều đồ nhưng mà thất bại ha. Rồi đi thôi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến chỗ thứ năm nha. Chỗ này mình vào rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình mới tiêu tiền được có một hai lần thôi. Thì chỗ này vào lựa đồ thì các bạn nên giữ một cái đầu lạnh. Lý do tại sao thì hiểu rồi đó. Đây là chỗ thứ 6 nha. Thứ 6 full Mỹ với lại yếm nhưng mà hết rồi. Đến chỗ thứ 7. Chỗ thứ 7 nè. Thứ 7 này hên xui nha. Nhiều đồ lắm, 7 chỗ mà đó. Chẳng tài. Giờ là 12:20, đi được 7 chỗ rồi mà vẫn không có gì ha. Chỗ này chỗ thứ 8 bỏ qua vì mình biết là có mấy bạn lấy hết à. Chỗ này chỗ thứ 9 nè. Chỗ thứ 9 nha. Đấy. Lựa được một đống quần Nike luôn. Nike bóng rổ vintage nhưng mà không lấy được. Chỉ duy nhất được lụm được một cái ACG ha. Búp bê rì. Khóc luôn. Sáng giờ gặp đi chỗ kia, chỗ thứ hai cũng gặp khui kiện Asumi Caro với một cái hy vọng vào thì Caro chỉ có nước hy vọng là búp bê rì thôi. Mà cuối cùng kiện đó chắc là đồ thành công hay sao á, không có gì hết. Bây giờ thì hy vọng nha. Chỗ này thì mình cũng thường ghé lắm. Thì nãy được cái ACG là cũng vui rồi. Ở trên cũng được một món ha, không bể đầu như là ở Bình Dương. Đây 10 shop rồi. Các bạn thấy đêm từ sáng tới giờ 10 shop mà chỉ duy nhất được một cái quần thì nổi tiếng sẵn nha. Chỗ này cũng quen cho nên là thoải mái hơn. Đây thì mình thấy đa số mọi người đang chuyển qua dần qua bán đồ nữ nhiều. Các bạn đi săn đồ cái áo sơ mi mà sọc như thế này nè, mồi liền. Cái đâu vô Burberry là ok. Này áo sơ mi nữ nè. Evisu. Này Evisu hàng à, không có giá trị lắm cho nên là bỏ nha. Cookie nè. Cookie nữ nha. Nhìn áo về. Nó là áo về luôn.
Bây giờ đã là 1:10 rồi. Đây là địa điểm cuối cùng của video ngày hôm nay ha. Thì mọi người thông cảm mình quay chỉ ngắn thôi, không quay nhiều được là tại vì ở quê mà. Và đi một mình nữa quay nó hơi nhạy cảm một xíu, có nhiều người họ sẽ không thích. Mọi người xem đỡ buồn ha. Đi sáng giờ hơn chục điểm, thật sự là hơn một chục shop mà mình chỉ được đúng duy nhất một chiếc quần, nghĩ mà rớt nước mắt. Nhưng mà thôi, không sao, vẫn tiếp tục đi ha. Đóng cửa luôn, chỗ này chuyên gia đóng cửa, Sukana đóng cửa. Rồi thì mình nghĩ là cũng trễ rồi, về ăn cơm thôi. Thì cái video ngày hôm nay kết thúc tại đây luôn ha. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người cái video tiếp theo. Bye bye.